Đây là miệng núi lửa chứa khí Dewaza trên sa mạc Karakum, Turkmenistan. Nó đã vô tình được tạo ra trong quá trình thăm dò địa chất vào năm 1971 và hố khí đốt được ví như cổng địa ngục này vẫn đang cháy rừng rực và chưa một lần nào tắt trong suốt hơn 50 năm qua. Kết hợp tương phản giữa vẻ đẹp và sự lộn xộn là những gì người ta nói về đất nước Turkmenistan. Một vùng đất xa xôi và khó tiếp cận nhất trên thế giới. Nó là một quốc gia bị lãng quên. Đừng nói đến lịch sử, ngay cả thủ đô của Turkmenistan là gì, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng không biết đến. Và điều mà bạn có thể không ngờ tới nữa đó là Turkmenistan đã và đang là một trong những quốc gia có chế độ độc tài bất thường nhất từ trước tới nay. Hãy cùng ngồi nồi kiến thức tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sự cô lập của Turkmenistan cần được nhìn nhận trong bối cảnh địa chính trị của nó. Đất nước này giáp Afghanistan về phía đông nam, Iran về phía tây nam, Uzbekistan về phía đông bắc, Kazakhstan về phía tây bắc và biển Caspia về phía tây. Sa mạc Karakum chiếm gần như phần lớn diện tích đất nước, khoảng 90% lãnh thổ. Ở phía trung nam Turkmenistan là một loạt dãy núi tạo thành biên giới tự nhiên giữa nước này với Iran và Afghanistan, trong khi phía bắc biên giới với Uzbekistan lại là một phần của con sông Amudarya, một trong những con sông lớn nhất cung cấp các nguồn tài nguyên nước quan trọng ở Trung Á. Các thung lũng sông của Turkmenistan đã duy trì nền văn minh của mình từ thời cổ đại và khu vực này bị thống trị bởi các bộ lạc người Turkmen trong nhiều thế kỷ. Turkmenistan chính xác là một thực thể chính trị chỉ mới nổi lên vào thế kỷ trước trong thời kỳ Xô Viết. Quốc gia này là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa kém phát triển trong Liên bang Xô Viết. Nó đóng vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu thô như sợi bông, dầu, khí đốt tự nhiên cho Liên Xô. Đổi lại, Turkmenistan được Liên Xô hỗ trợ về hệ thống thủy lợi và điều đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất bông. Tuy nhiên, việc này đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho môi trường xung quanh. Dòng chảy của sông Amudarya đã bị chuyển hướng đến các trang trại sa mạc, khiến cho hồ Aran ở biên giới giữa Kazakhstan và Uzbekistan dần bị khô cạn. Thảm họa môi trường này đã dẫn đến những bất đồng quan điểm tại các quốc gia Trung Á về việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và đường thủy khi chấm dứt trợ cấp. Vào năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ và Turkmenistan trở thành một quốc gia độc lập, gần như mọi thứ không liên quan đến ngành khí đốt đều bị phá sản. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên ở mức cao nhất thế giới, hơn 60%, và điều đó buộc nước này phải xuất khẩu khí đốt với giá cạnh tranh nhằm đối mặt với quyền bá chủ của Nga trong khu vực. Khi Turkmenistan độc lập bắt đầu đi theo chính sách trung lập, một tượng đài ở thủ đô Ashgabat đã được xây dựng để tượng trưng cho điều này và chính phủ mong muốn thông qua nó để đạt được những chính sách ngoại giao thuận lợi với các nước láng giềng Trung Á. Turkmenistan cũng hy vọng tòa tháp thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà quốc gia này đang cần tiền để hồi sinh ngành công nghiệp khí đốt và thành lập một tiểu vương quốc giống như Kuwait đã làm trước đây. Với trữ lượng khí đốt tự nhiên xấp xỉ 2,7 nghìn mét khối, Turkmenistan đã từng là nhà sản xuất lớn thứ 2 trong Liên bang Xô Viết và là nhà sản xuất lớn thứ 9 toàn cầu. Tỷ trọng này có thể giúp Turkmenistan đạt được sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc trong một thế giới lý tưởng. Tuy nhiên, sau khi độc lập, chính phủ Turkmenistan chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện những cải cách, ví dụ như tự do hóa giá cả và cho phép một khu vực tư nhân thực sự xuất hiện, mặc dù đã có một số cải thiện trong những năm gần đây. Một bộ phận lớn dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ và nền kinh tế thực sự còn rất mong manh và trì trệ. Trong phát biểu của cựu Tổng thống Turkmenistan Atayevich Niyazov vào tháng 8 năm 2006, người tự xưng là Turkmenbansi được hiểu là người cha đáng kính của mọi người dân Turkmenistan. Tốc độ tăng trưởng quốc gia tăng lên 20% trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống đã qua đời vài tháng sau đó vì cơn đau tim đột ngột, nhưng có một vài tin đồn cho rằng ông bị đầu độc. Không rõ sự thật về cái chết của cựu Tổng thống Turkmenistan, nhưng có một điều chắc chắn rằng ông đã không thể tiếp tục phóng đại những lợi ích mà tỷ lệ tăng trưởng được cho là 20% này mang lại cho đất nước. Câu hỏi đặt ra là Atayevich Niyazov có thực sự là một anh hùng hay chỉ là một nhà độc tài hoang tưởng, một kẻ tính toán khôn ngoan và lợi dụng chủ nghĩa biểu tượng quốc gia. Hãy cùng xem tại sao hàng năm ngày 12 tháng 9, công dân Turkmenistan lại tụ tập để kỷ niệm ngày lễ quốc gia Ruma Met, tôn vinh Runama, được hiểu là cuốn sách của tâm hồn, một tác phẩm giáo lý tâm linh gửi đến mọi người dân, được viết bởi chính Tổng thống hoặc một trong những người đồng nghiệp của ông. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng,
Nhà Job là một nhà thơ và cũng là một kẻ độc tài. Năm 2002 ở thủ đô Agrabah, một bức tượng khổng lồ với cuốn sách Runama đã được dựng lên và mỗi tối lúc 8 giờ, cuốn sách được mở ra đọc cho công chúng. Một bản ghi âm các đoạn kinh cùng với một đoạn video chiếu các trang sách sẽ được phát sóng trên sân khấu khổng lồ. Nhà Job còn tự dựng tượng mình với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau bằng vàng hoặc đồng được đặt ở khắp mọi nơi. Đặc biệt trong số đó, một bức tượng bằng vàng đặt tại thủ đô Agrabah, trên đó gắn hệ thống xoay để có thể tự động hướng về phía mặt trời. Sự sùng bái cá nhân này mạnh mẽ đến mức chúng trở thành một nỗi ám ảnh đối với người dân. Nhà Job liên tục nhấn mạnh rằng đó không phải là cuồng vọng bản thân mà ông làm thế vì người tục mờ. Một câu chuyện buồn cười khác về Nhà Job là vào đêm giao thừa năm 1999, mọi người dân ở thủ đô Agrabah đã được tặng một chiếc đồng hồ có hình chính tổng thống. Thủ tướng Berlusconi cũng làm điều tương tự như vậy ở Ý vào năm 1999. Ông tặng người dân một chiếc máy tính để tính tỷ giá hối đoái giữa đồng lira và euro. Nhiều nhà bình luận nước ngoài đã mô tả Turkmenistan dưới thời Nhà Job như một nhà nước phát xít có vỏ bọc bên ngoài là một nước hậu Xô Viết. Đặc biệt, Nhà Job đã dựa vào hệ tư tưởng Xô Viết để vẽ ra Runama của mình, một câu chuyện về vị thế quốc gia của người Turkmen. Nhà Job lập luận rằng sự phát triển quốc gia của người Turkmen bắt đầu từ hơn 5.000 năm trước, và theo ông, Turkmenistan giờ đây có thể sống tách biệt, biệt lập với các quốc gia khác, duy trì các truyền thống phong tục của mình. Đây là bước ngoặt đối với Turkmenistan khi quốc gia này bắt đầu trông giống Triều Tiên hơn là Nga. Những lời nói và những câu danh ngôn nổi bật nhất về vị lãnh tụ được khắc trên các bức tường và biển quảng cáo. Một loạt tượng đài công cộng vĩ đại được dựng lên. Thành phố, đường, thư viện và trường học, tất cả đều được đặt tên và xây dựng bằng các tức tin trong cuốn sách. Không chỉ các quan chức chính phủ mà ngay cả những người dân bình thường, tất cả đều phải nắm được kiến thức về các chương chính của Runama. Chẳng hạn như mọi người đều yêu cầu học thuộc một số trích dẫn trong Runama khi thi bằng lái xe. Một cách khác để nhắc nhở người dân về sự hiện diện của mình, đó là Nhà Job cho đổi tên gọi tháng riêng thành tên của mình và tháng tư thành tên của mẹ mình. Và có thể nói, việc thờ cúng các thành viên trong gia đình ở Turkmenistan trên thực tế mang dấu ấn của chế độ độc tài hơn nhiều so với các nước láng giềng khác. Trước khi được biết đến với cái tên Turkmenbashi, Nhà Job là một quan chức đảng địa phương vô danh, một người ủng hộ trung thành cho hệ tư tưởng Xô Viết ở Turkmenistan. Nhưng khi liên bang Xô Viết tan rã, Nhà Job đã chuyển cờ chính trị nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên theo hướng ủng hộ chủ nghĩa dân tộc của người Turkmen. Điển hình nhất là vào cuối thế kỷ thứ 20, trong cuộc họp chính thức cuối cùng của đảng, sau bữa trưa ông đã tập hợp các thành viên lại để tài trợ cho đảng dân chủ của Turkmenistan. "Chúng tôi đã từng là đảng cộng sản, nhưng giờ đây đừng bận tâm, chúng tôi không còn là đảng cộng sản nữa." Bằng cách củng cố quyền kiểm soát mọi khía cạnh của kinh tế xã hội, chính phủ của Turkmenbashi đã tiếp tục khai thác những gì còn sót lại của hệ thống Xô Viết để tạo ra một bộ máy chính trị của mình. Trên thực tế, ngay cả các thủ lĩnh bộ lạc và các thị tộc chăn nuôi cũng bị Turkmenbashi cài cắm một hệ thống lai tạp, trong đó các yếu tố truyền thống của xã hội bộ lạc được kết hợp với các yếu tố hiện đại của hệ thống phân cấp quyền lực điển hình của Liên Xô. Nhưng làm thế nào mà Nhà Job, một người đàn ông, có thể tự mình kiểm soát được cả đất nước Turkmenistan? Chỉ một từ thôi, đó là sự độc quyền. Độc quyền khai thác, vận chuyển khí đốt qua đường ống đến Nga. Quốc gia này chiếm được doanh thu ít ỏi từ việc bán hàng hóa cơ bản và quốc hữu hóa ngành hàng khí đốt. Tuy nắm quyền kiểm soát tất cả các nhà máy công nghiệp, nhưng thật đáng buồn cho người dân, các công ty môi giới thay mặt Nhà Job đã không làm gì khác ngoài việc thương mại hóa khí đốt và chuyển doanh thu vào tài khoản ngân hàng của Tổng thống. Để chứng minh rằng nền kinh tế Turkmenistan có sự cải thiện, Nhà Job đã cho thực hiện một loạt các dự án trọng điểm của nhà nước, mục đích là củng cố sự đồng thuận của người dân. Và vào thời điểm đó, để làm các dự án này, những người lao động đăng ký tuyển dụng phải trình độ học vấn cao. Thủ đô Agrabah từ một ngôi làng kém phát triển đã trở thành nơi trưng bày cho các nhà đầu tư nước ngoài vào xây dựng những tòa nhà công cộng hoành tráng, nằm trong các công viên xa hoa bằng đá cẩm thạch trắng và những con đường mà ngày nay chúng gần như bị bỏ hoang. Khan hiếm nước là vấn nạn hàng ngày, nhưng hơn 1.000 đài phun nước đã được xây dựng đằng sau mặt tiền lấp lánh của các tòa nhà công cộng. Turkmenistan vẫn là một quốc gia được đánh dấu bằng sự nghèo đói, cô lập và đàn áp tự do có hệ thống. Về ngôn luận, luật áp dụng duy nhất do chính Nhà Job đưa ra, người không chỉ kiểm soát thông tin truyền thông, còn tước đoạt quyền lực của tòa án và thể chế quốc hội trong nhiều năm. Biện minh cho sự vắng mặt của những cải cách ủng hộ dân chủ là cái gọi là tâm lý người Turkmen. Nhà Job đã cấm mọi thứ coi là không thuộc văn hóa Turkmen, bao gồm các trò chơi điện tử, đài phát thanh trên ô tô, hát opera, tóc và râu dài dành cho nam giới. Các từ ngữ cũng có sự đảo lộn, ví dụ như bánh mì bị đổi tên thành tên của mẹ anh ta,
Bảng chữ cái Cyrillic được thay thế bằng bảng chữ cái Turkmen và tương tự. Bài kiểm tra tiếng Latin hay bất kỳ kỳ thi nào cũng chỉ có thể được thông qua sau khi vượt qua bài kiểm tra đạo đức. Điên rồ hơn nữa, Nijarov đã đề nghị những người già nhai xương gà và nói rằng bằng cách này họ sẽ tránh được mọi vấn đề về răng miệng. Một hành động khác cũng góp phần vào sự cô lập và việc dỡ bỏ một cách có hệ thống các thư viện, trường học và câu lạc bộ văn hóa. Xét cho cùng thì kiểm soát mọi cộng đồng dân cư là thiếu hiểu biết và thất học sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí cả lực lượng cảnh sát đều bị mua chuộc. Như lời của một nhà báo đã trốn khỏi đất nước và nói rằng Tổng thống Turkmenbashi đã đẩy đất nước vào cơn ác mộng của chủ nghĩa độc tài. Mặc dù ngay sau khi độc lập, một hiến pháp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế đã được thông qua, nhưng về cơ bản nó không bảo vệ bất kỳ một quyền tự do dân sự nào. Hiến pháp chỉ là một tờ giấy vụn mà Turkmenbashi tự vẽ ra. Ông phóng đại sự tiến bộ của đất nước và nhấn mạnh công dân Turkmen này may mắn được sống ở một đất nước có các quyền lợi, tự do và quyền được tân tiến. Nijarov không chỉ đề cao và biện minh cho vị trí của bản thân rằng ông là người bảo vệ, một người cha của đất nước, mà ông còn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai đưa ra câu hỏi về sự tiến bộ của đất nước. Tất cả đều bị lên án và cáo buộc là ủng hộ các thế lực nước ngoài, cho dù đó là người Nga gốc Mỹ hay người châu Âu. Ông đã nhiều lần nói rằng Turkmenistan không có bất kỳ tội ác nào, rằng không có quyền nào bị vi phạm ở trong nước. Tuy nhiên vào tháng 11 năm 2002, sau một vụ ám sát không thành nhằm vào ông, Tổng thống đã nhân cơ hội này để gây nghi ngờ đối với một số bộ trưởng đã công khai chống lại ông. Bao gồm cả cựu ngoại trưởng Boris Zemuradov, Nijarov cũng cáo buộc những người thiểu số Uzbek trong nước và chính phủ Uzbekistan tham gia vào vấn đề này. Đó là một cách để nhấn mạnh lại lần nữa sự bất lợi của cộng đồng thiểu số Uzbek. Bằng sự hỗ trợ đặc biệt của những người Turkmen dành cho Nijarov, đến từ những người điều hành các lĩnh vực quan trọng của đất nước là ngân hàng, năng lượng và lĩnh vực nông nghiệp. Tham nhũng và thỏa hiệp chính trị đã tạo ra lòng trung thành vô điều kiện với vị lãnh đạo này hoặc ai đó sẽ bị loại bỏ nếu như chống lại ông. Nijarov thường tuyên bố trong các cuộc meeting công khai của mình rằng không có sự phản đối nào ở Turkmenistan. Bản thân tôn giáo chiếm ưu thế ở đất nước này là Hồi giáo cũng phải vượt qua bộ lọc tuyên truyền tại các phiên họp của Hội đồng Nhân dân. Nijarov tự xưng là nhà tiên tri mới Muhammad. Ông thậm chí còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng cuốn sách của ông tương đương với kinh Quran. Theo Nijarov, bất cứ ai đọc Torunama 3 lần một ngày sẽ tiến thẳng lên thiên đường. Đạo Hồi cũng được kiểm soát rất chặt chẽ nhằm hạn chế những tác động tiềm tàng của nó đối với người dân và bởi nó còn khả năng là một phương tiện chính trị để thúc đẩy sự phản đối Nijarov. Vì vậy, Nijarov nói rằng đọc kinh Koran để làm gì khi bạn đã có Runama. Vào thời điểm Nijarov qua đời, đất nước đang ở trong tình trạng tồi tệ với nền kinh tế tê liệt hoàn toàn, thiếu đầu tư trong và ngoài nước, với tuyến đường dầu khí giữa Nga và Trung Quốc bị đe dọa mà không có viện trợ tiền tệ từ các quỹ quốc tế lớn hay bảo trợ từ ngân hàng trong nước. Tổng thống mới Gurbanguly Berdimuhamedov lên nắm quyền chỉ có những sự thay đổi rất nhỏ. Vẫn có quá nhiều sự bất bình đẳng về mức lương trung bình của một người Turkmen. Họ không thể kiếm được hơn 20 đô la mỗi tháng và đó là thực tế đáng buồn của Turkmenistan. Có lẽ chúng ta phải chờ rất lâu trước khi câu nói nổi tiếng nhất của Runama có thể trở thành hiện thực. Đất nước chúng ta không chỉ dành cho người dân Turkmen, mà còn cho tất cả những người muốn đưa Turkmenistan vào một thế kỷ vàng. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.